con người sinh ra lớn lên cần phải lao động để làm ra tiền. Nhưng làm ra tiền nhiều để làm gì? Nên dùng tiền vào mục đích gì? Chúng ta hãy cùng nghe lời Phật dạy về tiền bạc bạn nhé. Người ta thường có câu: đồng tiền đi liền khúc ruột. Tiền bạc là thứ không thể thiếu được, nhất là trong cuộc sống hiện tại này. Không phải tiền bạc là cuộc sống, nhưng trong cuộc sống cần có tiền. Tiền bạc của cải có thể giúp chúng ta giải quyết nhiều nhu cầu trong đời sống của mình. Theo lời Phật dạy thì tiền bạc và tài sản là phương tiện để chúng ta sinh sống, phục vụ cho nhu cầu cá nhân, cũng để hoằng pháp lợi sinh. Người Phật tử nên có công ăn việc làm ổn định để nuôi sống được bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, cần phải lựa chọn nghề nghiệp chân chính, chứ không phải cứ làm ra tiền là được. Không nên làm những việc gây tổn hại cho xã hội, cho cộng đồng, cho nhân loại, như mua bán vũ khí, nô lệ, phụ nữ, các chất gây nghiện, gây sai, chế tạo thuốc độc hay trực tiếp sát sinh. Phải biết rằng, những việc vừa kể trên sẽ tổn hại đến âm đức, gây đau khổ cho bản thân và gia đình trong hiện tại và tương lai. Gây nghiệp báo chẳng dễ dàng hóa giải. Hơn nữa, người Phật tử chân chính có lòng từ bi thương xót chúng sinh sẽ không vì lợi ích nhất thời của bản thân mà gây hại cho người khác. Đồng tiền làm ra không chân chính sẽ hại người, cũng hại chính cả bản thân mình. Đồng tiền phi pháp, phi đạo đức, không được tạo ra bằng công sức của bản thân mình thì sớm muộn gì sẽ bị tiêu tán mất. Trong đạo Phật có nói: tiền bạc bất chính sẽ bị năm nhà cuốn trôi, đó là nhà lũ lụt, nhà hỏa hoạn, nhà trộm cướp, nhà vô quan tịch thu và nhà con cái bất hiếu phá sản, cùng những tai họa bất ngờ khác. Tiền có thể mua được hạnh phúc hay không? Trong kinh kệ nhà Phật, người Phật tử ngoài việc tu tập tích đức hành thiện thì có quyền làm giàu. Nhiều người cho rằng làm giàu có tiền bạc rủng rỉnh là có được mọi thứ trên đời, thậm chí có cả được hạnh phúc. Nhưng đó có phải là sự thật hay không? Có thật là khi có tiền trong tay, ta sẽ được hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương chân thật hay không? Dân gian ta có câu: còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Tiền bạc chi phối nhiều mối quan hệ trong xã hội, tạo ra quyền lực ảo, nhưng chưa chắc đã giúp chúng ta có được tình cảm thực sự của người khác. Nhưng nếu cuộc sống thiếu thốn tiền bạc thì sẽ vô cùng khó khăn, khổ sở. Chẳng những cái ăn, cái mặc bị hạn chế, mà khi ốm đau bệnh tật cũng không có cách nào để thoát khỏi cảnh ấy. Khi tiền bạc dồi dào thì đời sống vật chất cũng theo đó mà sung túc, sức khỏe được cải thiện ít nhiều, khi không phải chịu khổ sở về vật chất, mệt mỏi về tinh thần. Đức Phật có dạy rằng con người ai cũng có quyền làm ra tiền bạc bằng chính mồ hôi nước mắt của bản thân, dùng sự siêng năng cần cù vận dụng trí óc để tạo ra tiền bạc, từ đó gây dựng cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc. Theo lời Phật dạy, hạnh phúc trong cuộc sống không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản hay có quyền lực lớn đến mức nào, mà hạnh phúc nằm ở sự tự do, tự tại, sự thanh tịnh ở tâm hồn, khi không bị lòng tham lam, sân hận, si mê, thù ghét làm cho dẫn đục. Đức Phật có nói rằng thiểu dục tri túc, có nghĩa là giảm bớt tâm tham và biết thế nào là đủ. Biết đủ không có nghĩa là an phận thủ thường, chấp nhận số phận mà không có ý thức cầu tiến, không muốn phấn đấu. Biết đủ ở đây là hoan hỷ với bất cứ kết quả nào mà chúng ta nhận được sau khi đã vận dụng hết khả năng và trí tuệ của mình để thực hiện, đã nỗ lực hết sức mình. Tiền bạc và của cải không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết đủ, biết hài lòng với hiện tại, biết trân trọng những gì mình đang có trong tay,
chứ không phải là đứng núi này trông núi nọ, đòi hỏi mình có được những thứ mà người khác đang sở hữu. Hạnh phúc thực sự vốn chẳng thể nào mua được bằng tiền, cũng chẳng thể bán hay đổi hạnh phúc lấy tiền bạc chi tiêu. Ai có suy nghĩ dùng tiền bạc để mua hạnh phúc thì người đó đã hoàn toàn sai lầm. Tiền bạc chỉ có thể tạo dựng tiền đề của hạnh phúc mà thôi. Người hạnh phúc chưa chắc đã có nhiều tiền, mà người có nhiều tiền thì cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Trong kinh Phật có câu, ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả những nỗi đau, những khổ cực hay tội ác trên thế gian đều bắt nguồn từ dục vọng, từ ham muốn quá độ, từ lòng tham lam mà sinh ra. Đạo Phật cho rằng, con người vẫn có thể đạt được hạnh phúc ngay cả khi sự tiêu thụ vật chất là tối thiểu, tức là không cần quá nhiều tiền bạc, chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc trên đời này. Biết hài lòng, biết đủ với cuộc sống của mình, chúng ta sẽ không còn chịu sức ép của lòng tham, không còn thấy căng thẳng hay tiếc nuối về quá khứ đã qua, không quá trách cứ bản thân vì làm việc không được như ý. Phật dạy ta thiểu dục tri túc chính là muốn Phật tử trân quý những gì mình đang có trong tay, không cố công theo đuổi những gì nằm ngoài tầm giới, khiến mình trở thành kẻ khổ sở như đang khát mà uống nước biển, càng uống lại càng bị cơn khát dày dò. Vậy làm ra nhiều tiền để làm gì? Có lẽ mọi người đều đồng ý rằng kiếm tiền không phải việc dễ dàng, nhưng việc tiêu tiền sao cho đúng cũng chẳng kém phần khó khăn. Làm thế nào để tiêu tiền cho đúng, cho hợp lý? Làm ra nhiều tiền để làm gì? Trong lời Phật dạy về tiền bạc, không có lời nào rõ ràng về việc mọi người dùng tiền để làm gì. Đức Phật không áp đặt bất cứ điều gì giúp việc kiếm tiền và tiêu tiền của mỗi người, miễn sao những đồng tiền đó trong sạch và đúng đắn. Kinh Phật có chép lại rằng, thọ dụng chân chính là quan điểm của Đức Phật về cách sử dụng tiền bạc. Có thể hiểu nôm na rằng, đồng tiền làm ra nên dùng để mang lại lợi ích cho bản thân mình và người khác nữa. Đức Phật có răng rằng, tiền bạc có được bằng việc làm chân chính thì phải biết cách giữ gìn, không để thất thoát. Nên cân đối chi tiêu, chớ nên tiêu xài hoang phí đồng tiền mình đang có, càng không nên tiêu vượt quá khả năng chi trả của mình. Tuy nhiên, đồng tiền làm ra cũng cần phải chi tiêu cho những nhu cầu trong cuộc sống. Nếu làm ra nhiều tiền mà không dám tiêu xài vào những việc có ích, những việc cần thiết, thì lại quá ra bủn xỉn keo kiệt, tự làm khổ bản thân mình. Trong đạo Phật có răn dạy mọi người nên tận dụng mọi khả năng của mình để mang đến hạnh phúc cho chính mình và cho người thân, cho cộng đồng, đất nước và cho cả thế giới nữa. Trước tiên, tiền bạc làm ra là để cải thiện đời sống cho chính bản thân mình, mang đến niềm vui, an lạc cho cha mẹ, vợ con và những người thân thiết khác. Khi đã thỏa mãn lợi ích cá nhân thì phải nhớ đến những người khác ở bên mình. Đó có thể là bạn bè, là đồng nghiệp, là đối tác, những người đã góp phần ít nhiều và công sức giúp mình có được tiền bạc. Theo lời Phật dạy, chúng ta không thể chỉ sử dụng tiền bạc cho riêng lợi ích cá nhân, mà còn nên dùng cho lợi ích cộng đồng nữa. Nếu dùng tiền bạc cho lợi ích cá nhân thì chỉ có thể thiết lập được hạnh phúc ở hiện tại. Còn khi chúng ta dùng tiền bạc cho cộng đồng thì có thể thiết lập được cả hạnh phúc ở tương lai nữa. Nói như vậy không có nghĩa là dùng tiền bạc để mua hạnh phúc, mà là dùng tiền bạc trong khả năng có thể của mình để giúp đỡ người khác, để cứu vớt những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tiền nhiều để làm gì ư? Nếu đã chi tiêu đủ cho bản thân, cho gia đình, thì có thể dùng tiền đó để quyên góp từ thiện, để hành thiện tích đức, góp thêm phần công đức cho bản thân và gia đình sau này. Tiền bạc là vật ngoài thân, có người ta chỉ có thể dùng tiền lúc còn sống, chứ chẳng thể mang theo khi đã chết. Phật tử mất nhiều công sức để kiếm tiền chân chính
thì cũng phải học cách sử dụng tiền bạc đúng pháp để đem lại lợi ích cho bản thân và mọi người trong xã hội, để tạo phúc cho đời này và cả đời sau nữa. Khi chúng ta biết cách sử dụng đồng tiền chân chính, thì tiền bạc chính là người đầy tớ tốt, giúp chúng ta có được cuộc sống ấm no, đủ đầy, giúp chúng ta có thể đưa tay nâng đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Còn nếu để đồng tiền trở thành chủ nhân, thì con người chúng ta sẽ trở thành đầy tớ cho nó, bị sức mạnh của đồng tiền chi phối, dám làm tất cả mọi điều tội lỗi chỉ để có tiền, để mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình. Theo lời Phật dạy, tiền bạc không chỉ để chúng ta thỏa mãn đời sống vật chất, mà còn phải biết cách làm cho đời sống tinh thần được thăng hoa. Có thể dùng tiền bạc mình kiếm được để cúng dường Phật pháp, giác ngộ, chánh niệm, từ đó mở lòng từ bi, biết thương xót muôn loài, không còn ganh đua, hận thù, sân hận, tàn sát lẫn nhau. Không phải cứ có tiền mới làm được việc thiện. Điều này phụ thuộc vào cách quản lý tài chính, cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc của mình. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tiêu cho những thứ gì đáng tiêu, đừng lãng phí cho những thứ không cần thiết, rồi đến lúc cần thì chẳng có tiền trong tay. Nếu không biết cách tiêu tiền, để bản thân nợ nần chồng chất, để mình tán gia bại sản, tức là tự đẩy mình vào địa ngục. Khi học được cách sử dụng tiền bạc khôn ngoan, biết cách tiêu tiền đúng đắn và hợp lý, biết dùng tiền để làm việc nghĩa, thì nghĩa là biết tạo phước báo cho mình ở kiếp này và kiếp sau nữa. Cuộc sống sẽ an lạc, hạnh phúc khi chúng ta biết đủ, biết sử dụng đồng tiền chân chính và sẵn sàng tạo ra lợi ích cho người khác. Đạo Phật đề cao luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Gieo nhân tốt thì sẽ có được quả lành, phước đức sẽ còn đó cho mình, cho gia đình và cho cả con cháu đời sau nữa. Bởi chừng kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu dẫm dù thênh thang. Đâu là việc quan trọng nhất đời người? Không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng bất cứ ai đều có thể bắt đầu từ hôm nay và tạo ra kết thúc mới. Người xưa dạy rằng, một người cho dù là sống ở đâu, làm việc gì, thì điều nên làm trước hết và quan trọng nhất là phải làm người, rồi sau đó mới là làm việc. Người ta cũng ví rằng, làm người là một môn học mà có dùng cả cuộc đời cũng không học hết được. Nhưng chỉ cần bạn nguyện ý thì ngày hôm nay bạn sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Dần dần bạn sẽ trở thành một người có tu dưỡng. Đừng tự cho mình tài giỏi hơn người. Người ta nói rằng, trên bầu trời còn có bầu trời khác. Người tài giỏi còn có người tài giỏi hơn. Tĩnh lặng thì mới được nhìn xa. Nếu một người trong tâm cũng lúc nào cũng tự cao tự đại, so sánh với người này người khác, thì sao có thể tĩnh tại mà nhìn xa được? Một người tài đức ra sao, giỏi giang như thế nào, không cần bản thân nói ra, thì người khác cũng sẽ tự biết. Người khiêm tốn thì luôn luôn được lòng người. Không tự cho mình tài giỏi hơn người là một loại khiêm tốn, là thể hiện của một người có trí tuệ. Đừng tùy tiện hứa hẹn, phán xét. Có câu rằng, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt vận mệnh. Cho nên, thói quen tạo nên con người. Một người mù quáng, tùy tiện hứa hẹn nhiều thì sẽ dễ trở thành người giả dối, không đáng tin, thậm chí còn tạo thành khẩu nghiệp. Một sự việc, một hành động của một người nào đó rất có thể thực hư, không như những gì mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên, nhiều lúc tưởng là tốt mà chưa phải là tốt, tưởng là xấu mà chưa phải là xấu. Đừng vội vàng, tùy tiện phán xét người khác. Nếu không, có thể điều mà chúng ta nhận được sẽ là sự thống khổ trong hối hận. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm.
cuộc sống quá ngắn ngủi. Bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thực sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh khi bạn thành công, mà là những người ở bên bạn khi bạn gặp khó khăn. Đừng nói dối bản thân. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Cơ hội đầu tiên cũng là rất khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình. Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua. Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng. Nhưng dù mọi việc có tồi tệ đến mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn, sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Chúng ta ai cũng có những sai lầm, khó khăn, thậm chí là những hối tiếc trong quá khứ, nhưng bạn không phải là sai lầm, khó khăn của mình. Và ngay lúc này đây, bạn có trong tay một sức mạnh để xây dựng hiện tại và tương lai của mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến. Đừng tùy tiện làm phiền người khác. Trong mắt bạn có thể đó là một loại đau khổ, nhưng đối với họ, đó lại là cả một niềm hạnh phúc to lớn. Cho nên, đừng tùy tiện nhìn nhận người khác theo con mắt chủ quan của mình, bởi vì rất có thể bạn đang làm phiền đến họ. Nếu có thể xem bản thân mình là một người khác, bạn sẽ giảm bớt được nỗi thống khổ mình đang chịu. Nếu xem người khác là mình, bạn sẽ biết đồng cảm với nỗi bất hạnh của người khác, thông hiểu hơn về họ. Nếu bạn xem họ là họ, thì sẽ biết tôn trọng sự độc lập, không xâm phạm người khác. Nếu xem mình là mình, thì sẽ quý trọng bản thân, vui vẻ sống. Có thể được hiểu người khác chính là một loại trí tuệ. Có thể được người khác hiểu mình thì đó là một loại hạnh phúc. Có thể tự mình hiểu mình thì đó mới là người tài đức. Đừng giễu cợt châm chọc người khác. Làm tổn thương nhân cách người khác thì có thể vui vẻ nhất thời, nhưng sẽ mang vết thương suốt đời. Trên thế giới này, sinh mệnh vốn là dựa vào nhau để sinh tồn, cho nên ai cũng cần phải học được biết ơn. Chúng ta cảm ơn thiên nhiên đã ban phúc, cảm ơn cha mẹ đã dưỡng dục, cảm ơn sự bình yên của xã hội, cảm ơn hương vị của đồ ăn, cảm ơn sự ấm áp của quần áo, cảm ơn nghịch cảnh. Đừng giữ mãi những hằn học, đừng sống với những điều mà bạn ghét. Bạn sẽ tự làm đau bản thân mình hơn là những việc người bạn ghét đã làm. Tha thứ không phải là việc nói, những gì bạn làm thì ổn đối với tôi, mà là nói, tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại bởi những gì mà anh đã gây ra cho tôi. Tha thứ là câu trả lời cho việc buông tay, đi tìm bình an và giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ dành cho người khác, nó còn dành cho chính bạn. Hãy tha thứ cho bản thân, tiếp tục sống và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhoi nhất, bởi biết đâu một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy đó là điều vô cùng ý nghĩa với mình. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé, không tên, mà bạn đã dành mỉm cười cùng với ai đó quan trọng với bạn. Đừng đổ lỗi cho người khác về rắc rối của bạn. Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỷ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm. Bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình. Đừng ức hiếp người yếu hơn mình. Đồng cảm với người yếu hơn mình là một loại đức hạnh, một loại cảnh giới, một loại hài hòa.
Một người tâm lý khỏe mạnh thì mới có một thân thể khỏe mạnh. Người có một phần độ lượng thì sẽ có nhiều thêm một phần khí chất. Người có nhiều thêm một phần khí chất thì sẽ có thêm nhiều một phần nhân duyên. Càng có nhiều thêm một phần sự nghiệp, tích thiện thành đức, tu thân dưỡng tính. Đừng tự khép kín bản thân. Giúp đỡ người khác là một loại cao thượng. Hiểu cho người khác là một loại độ lượng. Tha thứ lỗi lầm của người khác là một loại đạo đức vô cùng cao đẹp. Khi xảy ra việc gì, đừng tự khép kín bản thân mình. Hãy mở lòng đi làm những việc này để thành tựu bản thân mình và thành tựu người khác. Đừng lo lắng quá nhiều. Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem có nên mất công suy nghĩ về những điều đó hay không là tự đặt cho mình câu hỏi này. Điều này có quan trọng gì nữa không? Trong một năm tiếp theo, 3 năm tiếp theo, 5 năm tiếp theo? Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu. Đừng là người vô ơn. Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có. Kính chúc tất cả người con Phật luôn luôn học theo gương sáng của Đức Phật về lòng từ bi và luôn đi trên con đường chánh pháp, tinh tấn tu tập để sớm đạt được mọi sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời Phật dạy về cha mẹ và con cái đều là duyên kiếp trước. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, tùy theo điều kiện của mình, chúng ta lo cho cha mẹ sao cho tinh thần được yên vui, cuộc sống đầy đủ. Phật dạy, nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy, dân thuận không trái, chư thiên hộ niệm, phước lạc vô biên. Có những duyên lành bố, mẹ, con cái đến với nhau, mang cho nhau hạnh phúc. Thế nhưng không phải cha mẹ nào cũng đều hy vọng mọi thứ cho con. Không phải cha nào cũng biết lo toan đầy đủ. Con cái có người hiếu thảo, có người bỏ mặc bố mẹ, mọi thứ đều có nhân duyên. Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại nghiệp duyên. Loại thứ nhất là báo ân. Con cái đầu thai để đền đáp ân nghĩa của cha mẹ từ kiếp trước. Loại thứ hai là báo oán. Con cái ở kiếp này để báo oán những tội lỗi mà cha mẹ đã gây ra cho họ từ kiếp trước. Loại thứ ba là đòi nợ. Kiếp này, con cái sinh ra để nhận lấy số tiền mà kiếp trước cha mẹ đã nợ họ. Loại thứ tư là trả nợ. Kiếp trước, con cái nợ nần cha mẹ, cho nên kiếp này, con đầu thai làm con để trả nợ. Nhiều người đã từng làm khổ nhiều cô gái hoặc tính tình lăng nhăng, thì thường sinh ra nhiều cô con gái. Số phận của những cô con gái đó sướng khổ thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp lực mà bố mẹ đã tạo ra trong quá khứ. Nhưng nếu người bố sinh nhiều con gái nhưng vẫn hết lòng thương yêu vợ con, sau này các con sẽ vô cùng có hiếu. Nếu ác nghiệp kiếp trước đã hết, lại được thiện nghiệp kiếp này dung dày, thì cuối đời chỉ cần ngồi hưởng hạnh phúc, gia đạo yên vui, con cái đến hồi báo hiếu. Con cái đối với cha mẹ, thứ nhất, được nuôi dưỡng, sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Cá nhân được nuôi dưỡng, sinh ra quả nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tuy nhiên không phải ai cũng được may mắn như vậy, nên dù không được nuôi dưỡng thì vẫn nên có tâm phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên, không ai cũng đủ năng lực để có thể nuôi dưỡng cha mẹ, thậm chí cha mẹ vẫn đang phải cung cấp tiền bạc để đảm bảo cuộc sống cho con. Bù lại, con phải có cuộc sống lành mạnh, vẫn phải có lòng chăm sóc thăm hỏi, tránh làm cho cha mẹ buồn bực vì những thói hư tật xấu của mình. Thứ hai,
làm bổn phận đối với cha mẹ. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, tùy theo điều kiện của mình, chúng ta lo cho cha mẹ sao cho tinh thần yên vui, cuộc sống đầy đủ. Phật dạy, nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy, dân thuận, không trái, chư thiên hộ niệm, phước lạc vô biên. Nhưng không phải bố mẹ nào cũng tốt, cũng làm điều đúng. Phật cũng dặn dò, nếu cha mẹ khởi tà kiến, thì nên giúp cha mẹ có chánh kiến. Nếu cha mẹ làm việc ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng đường thiện. Con cái phải học tập để có trí, mới biết việc nào dẫn đến kết quả xấu, việc nào đưa đến kết quả tốt lành mà tránh, mới biết khuyên ngăn khích lại cha mẹ làm cho đúng pháp. Dùng những lời lẽ phù hợp để khuyên ngăn cha mẹ không làm việc xấu mà không khiến họ buồn. Thứ ba, giữ gìn gia đình và truyền thống. Truyền thống gia đình là điều đáng để nâng niu. Tất nhiên, những hủ tục thì nên loại trừ. Thí dụ, truyền thống trong nhà, anh em trong nhà thương yêu, cùng nhau tạo dựng hạnh phúc, dạy con ngoan ngoãn, hiếu hạnh với cha mẹ mình là việc nên phát huy. Thứ tư, làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Khi di mẫu qua đời, Đức Phật đã đích thân làm lễ cúng dường, nhất định cần thiết cho việc báo hiếu. Tang lễ thế nào? Vẫn có hai việc cần làm là không sát sanh và cần bố thí cúng dường. Không dung giải đồ ăn thức uống phí phạm, cúng được cỗ chay càng tốt. Bố thí là thí cho người nghèo khó. Không của thì mang công sức giúp người, dùng đó hồi hướng. Lấy tiền phúng điếu đem tặng các viện mồ côi, dưỡng lão, cũng là hình thức bố thí. Làm vậy, người chết được phước một phần, người sống được sáu phần. Thứ năm, bảo vệ tài sản, thừa tự. Được thừa tự tài sản là một trong các phước báo. Bảo vệ tài sản thừa tự chính là bảo vệ phước báo của mình. Tài sản cha mẹ để lại, nếu thấy phá sản cha mẹ sẽ buồn. Vì thế, bảo vệ tài sản thừa tự giúp cha mẹ vui, cũng là phụng dưỡng cha mẹ ở mặt tinh thần. Nếu khiến cho tài sản đó được phát triển thì càng tốt hơn nữa. Cần phát triển nó bằng hướng lương thiện. Có thể dùng phần nhỏ để cúng dường tam bảo, bố thí, giúp đỡ anh em, người nghèo khó, bệnh hoạn, lỡ thời. Cha mẹ đối với con cái. Theo lời Phật dạy, người Phật tử khi làm cha mẹ phải có bổn phận thương yêu, nuôi nấng, giáo dục con cái trưởng thành về thể chất, tinh thần, nhân cách, đạo đức, tạo dựng nghề nghiệp và khả năng tự lập cho con cái. Thứ nhất là yêu thương con cái. Nuôi nấng con cái là nền tảng đạo đức, là trách nhiệm thiêng liêng, cao quý của người làm bố, làm mẹ. Nếu sinh con ra không được như ý muốn thì cũng đừng buồn giận. Chỉ là ta đang phải trả nghiệp cho kiếp trước hay cho những gì ta làm trong quá khứ mà thôi. Cha mẹ dạy con điều hay, tin sâu nhân quả, tránh ác làm lành, tin chính mình là chủ nhân của bao điều hòa phúc. Nhờ vậy, con cái khi khôn lớn trưởng thành sẽ biết cách hoàn thiện chính mình. Vì quá yêu thương con, nhiều người làm việc ác, điều gian để có tiền. Hãy đừng vì ích kỷ, thù hằn cá nhân mà gây ác nghiệp, có thể kiếp sau quả báo mới tới. Nhưng cũng có thể kiếp này đã tới ngay trong đời con. Thứ hai, cung cấp cho con cái đầy đủ. Trong khả năng của mình, cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái là không để chúng thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Trên phương diện tinh thần, cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc, chia sẻ hỏi han để động viên con cái vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thứ ba, tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con cái. Không chỉ đối với lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, mà Phật giáo luôn lấy nhân quả làm nền tảng để giáo dục, vì đã loại bỏ yếu tố ỷ lại vào người khác và phát triển năng lực làm chủ bản thân.
khi được bố mẹ hỗ trợ định hướng trong nghề nghiệp, nhưng chính bản thân con phải độc lập và tự lực phát triển. Thứ tư, tìm nơi chốn xứng đáng để dựng vợ, gả chồng. Bố mẹ còn phải chăm lo đến đời sống lứa đôi cho con cái, đưa ra những lời khuyên giúp con tỉnh táo hơn trong việc chọn một nửa yêu thương. Tuy nhiên vẫn tôn trọng quyết định đời sống hôn nhân của chúng. Chúng được quyền lựa chọn theo nhân duyên của mỗi người. Ngoài việc truyền trao kinh nghiệm trong hôn nhân cho con cái, các bậc cha mẹ còn phải hướng dẫn con cái chọn lựa người bạn đời thích hợp để đảm bảo hạnh phúc cho gia đình. Thứ năm, giao hết của cải cho con cái ở thời điểm thích hợp. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, trước khi qua đời, để lại di chúc và tài sản thừa tự cho con cái. Nội dung di chúc như thế nào, cha mẹ có toàn quyền quyết định khi còn minh mẫn. Có nhiều bậc cha mẹ đã không nghĩ tới chuyện này khi còn khỏe mạnh, là nguyên nhân anh chị em tranh giành tài sản do cha mẹ để lại dẫn đến gia cảnh tan nhà nát cửa. Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn 3 bữa một ngày, có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian, báo vật trầm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền, quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày, nhìn qua phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Vậy sống trên đời vì sao cứ phải tranh giành chứ? Kiếp người thật ngắn ngủi, mấy chục năm qua đi thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người sống với nhau lại thường xuyên tranh giành, ganh đùa đấu đá trong tình danh lợi, mà ngày đêm hao tâm tổn trí, cuối cùng liệu mang theo được những gì đây? Con người cả đời tranh giành nhau rốt cuộc vì điều gì? Trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành. Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ, hôm qua tranh giành, hôm nay tranh giành, rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm ích kỷ mà thôi. Khi tấm lòng rộng mở một chút, sẽ không còn chỗ cho tranh giành tồn tại. Xem nhẹ được và mất một chút, tranh giành sẽ tan biến. Mục tiêu giảm bớt đi một chút, tranh giành sẽ không trỗi dậy. Xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút, tranh giành sẽ không còn. Trong cuộc sống, có thể có vô số lý do để không tranh giành. Nhưng chính vì dục vọng đã khiến cho mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ, kìm nén không được. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được sẽ khiến tâm bất an. Nói cách khác, những thứ mà con người giác óc để nghĩ cách tranh giành được không phải là hạnh phúc, niềm vui và an tâm, mà chỉ là phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Không tranh giành chẳng lẽ là điều không tốt? Cho dù chỉ giảm tranh giành xuống một chút, coi nhẹ những thứ mà mình cho là quan trọng đi một chút, mọi người sẽ phát hiện rằng nhân tâm của mình thoáng chốc đã trở nên rộng rãi, thế giới thoáng chốc trở nên to lớn. Cũng bởi vì không quá tranh giành, khuôn mặt người ta sẽ tươi cười nhiều hơn, nắm tay nhau nhiều hơn, bạn bè sẽ nhiều hơn, tình cảm nồng đậm hơn, tâm nguyện sâu sắc hơn và tình yêu thương sẽ lớn hơn, thật hơn. Để giảm bớt tranh giành, hãy quan niệm người nhiều tiền hay ít tiền đủ ăn là được rồi, người xấu hay đẹp vừa mắt là được rồi, người già hay người trẻ khỏe mạnh là được rồi, gia đình giàu có hay nghèo túng hòa thuận là được rồi, chồng về sớm hay về muộn có về là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được rồi. Con cái dù làm tiến sĩ hay bán hàng ngoài chợ cũng được,
an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở được là cũng tốt rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc được là được rồi. Ông chủ không tốt, có thể chịu được là được rồi. Hết tẩy phiền não, có thể giải được là được rồi. Cả đời người bình an là được rồi. Không phải có nhiều tiền mới là tốt. Tâm tính lương thiện, giúp đỡ người khác thì số mệnh có thể thay đổi được tốt. Rất nhiều chuyện nghĩ thoáng ra sẽ tốt. Mọi người đều tốt, vạn sự đều tốt. Người tốt, mình tốt, thế giới đều tốt. Nói ngắn gọn lại, biết đủ là tốt nhất. Không tranh giành là cảnh giới cao của nhân sinh. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải những chuyện không như ý muốn, nhưng không phải chuyện nào cũng xứng đáng để ta hao tâm tổn sức. Người thông minh sẽ biết chuyện nào xứng đáng, chuyện nào không, biết tính toán giữa lợi và hại. Có câu nói rằng, không tranh không có nghĩa là mình không bằng người, không nói không có nghĩa là mình không biết. Vậy nên, có những người thông minh ắt sẽ không tranh giành bốn điều sau đây. Một, không tranh giành đúng sai. Trên thực tế, mọi sự vật hiện tượng không có kết quả đúng hay sai một cách tuyệt đối. Một người quan tâm đúng sai một cách mù quáng rất dễ bị lạc lối. Bất luận kết quả sẽ như thế nào, nhưng sẽ thật vô nghĩa khi bạn tranh giành, chiến đấu với chính những người thân thiết. Cuộc sống là của chính bạn, nên không cần thiết phải tranh giành hay so sánh với bất kỳ ai. Đừng sống cuộc sống của bạn theo con mắt của người khác. Mỗi người nên hành động theo lý trí và cố gắng sống hết mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều có thái độ và quan điểm khác nhau về một sự vật hiện tượng. Vậy nên, người khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh đấu đúng sai, bởi họ hiểu trong quá trình đó không may sẽ đánh mất chính mình, cho nên dù có thắng cũng sẽ không vui. Sự trưởng thành thực sự của một người là trở nên tốt hơn so với quá khứ của chính họ. Lựa chọn cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, một người khôn ngoan sẽ không lãng phí thời gian cho những người hay những việc không xứng đáng, đặc biệt là tranh cãi đúng sai. 2. Không tranh giành thể diện. Đánh mất giá trị bản thân để tranh giành một chút thể diện thực chất là một cái mất mát lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người. Nhiều người vì thể diện mà hạ thấp bản thân. Điều đó thật vô nghĩa, bởi cuộc sống không chỉ có thể diện mà còn vô số những giá trị cao quý khác. Vì hai chữ thể diện, nhiều người chấp nhận sống một cách miễn cưỡng, cầu hòa, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tính sĩ diện càng cao thì những đau khổ mà bản thân và người nhà phải gánh chịu trong cuộc sống càng nhiều. Vậy nên, thay vì mất thời gian tô điểm cho cái sĩ diện của mình, bạn có thể tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức và nâng cao năng lực bản thân mình. 3. Không tranh giành cái lợi trước mắt. Tranh chính là không tranh, không tranh chính là tranh. Trên con đường đời, không ngại bước chậm, chỉ sợ bước đi của bạn không thực tế. Bước chậm mà chắc mới có thể càng đi càng xa. Cuộc sống là một quá trình, hạnh phúc do chính bàn tay mình tạo ra. Những gì bạn tranh giành chưa chắc thuộc về bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Kẻ mạnh thực sự là biết nhìn xa trông rộng, không vì lợi ích trước mắt mà tranh qua tranh lại. Muốn có thể tiến xa hơn, chúng ta cần phải gạt bỏ tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lỗi của mình. Thời gian sẽ cho mỗi người biết câu trả lời ai là người thông minh. Bạn không nên quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không có giá trị. Người khôn ngoan sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thực sự xứng đáng. 4. Không tranh giành tình yêu. Tình yêu đẹp không phải tranh đoạt mà có. Bạn cũng không cần phải gắng sức
chỉ cần bày tỏ một cách chân thật, ắt sẽ có kết quả tốt. Dưa ép quá thì không ngọt, trái tim cố níu kéo sẽ không chân thành. Tình yêu phải thuận theo tự nhiên, đôi bên mới có được hạnh phúc. Trong tình yêu, không phải bạn tốt với người khác sẽ báo đáp lại sự yêu thương của bạn. Không phải bạn gửi gắm tâm tư tình cảm của mình cho người ta sẽ đáp lại bằng mối chân tình. Tình yêu là sự tương hỗ, không phải chỉ là sự cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là cả một quá trình thu hút lẫn nhau. Nếu là của bạn, không cần đoạt, vẫn sẽ thuộc về bạn. Nếu như không phải, cố chấp cũng chẳng được. Vậy nên, người khôn ngoan không tranh đấu một cách mù quáng để chiếm lấy tình cảm. Lời Phật dạy về 7 việc làm khiến phúc báo bị hao tổn. Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó, có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ. Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không tích được phúc báo mà còn khiến phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 7 việc làm khiến phúc báo bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo. 1. Thường xuyên sát sinh. Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được. Nhưng nếu không nhất định phải sát sinh thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra. 2. Tức giận, oán giận, cáo kỉnh. Đại sư Ấn Quang khuyên bảo, người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn. Người phụ nữ thường xuyên tức giận cáo kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều cứu không được. Tức giận chính là lửa thiêu rừng công đức. Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp. Oán giận cha mẹ, hậu quả rõ ràng nhất là phúc mộng mệnh nông. 3. Xung đột với cha mẹ, người bề trên. Chống đối, mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm tổn phúc bại lộc. Vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được. Ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có mà tổn phúc lại rất nhanh. Sự việc nhân duyên, làm việc đều không thuận. Nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thống khổ lập tức hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ vui mừng thì hết thảy thiên nhân quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ. Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, sau này lớn lên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp to lớn. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có khá giả. Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu xuyên tạc bậc thánh hiền đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình. 4. Oán trời trách người, bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tai giận sẽ bị hủy diệt. Nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận lợi. Oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan ba thiện. Đại sư Ấn Quang nói, người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người
thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng. Ghen ghét, chăm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu như thế. 5. Thường hay nói láo. Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải đạo, coi trọng sự chân thành lẫn nhau, kiên kỵ hư tình giả ý, đạo đức giả. Bất luận là người nhà ruột thịt thân thích hay mối quan hệ bạn bè với cấp trên, chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối xử tử tế, nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác. Ngược lại, thường xuyên bịa đặt những chuyện giả tạo dù chỉ một chút, hoặc là đã dưỡng thành quyết hoàn tâm bất quản, nói dối mà trong tâm không chút sợ hãi, dần dần thành phản xạ có điều kiện mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai, có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện mà phải trả giá vô cùng thê thảm. 6. Khoe khoang, khoa trương bản thân. Khoe khoang bản thân, ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn, sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên, khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. 7. Nói điều xấu, điều không đúng về người khác. Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời và đất, mà chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân, khiến cho người bị nói sẽ tức giận khó chịu, thì sao có thể sống bình an được đây? Trời đất đã sinh ra thảo dược khiến giận vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc dạng vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng mặt trời chưa bao giờ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm thì trời đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình mà cho đó là tiểu nhân, ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn. Người xưa có câu: Thái sơn bất tự thổ nhưỡng, hà hải bất trạch tế lưu, là có ý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi, thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.